lệnh truyền đạo khai. Ấy bởi dân sứ mạng thiên sai, độ rối khách trần ai. Thọ lệnh thiên ân sắc phong thượng phẩm, nhằm đến mùng 10 tháng 7 năm Ất Sầu là ngày đăng chí tôn ban hạnh phúc cho toàn sinh. Cách 4 tháng sau vào đêm 11 tháng 11 cùng dài ngày truyền ban lập đàn cơ tại tư gia. Ngài dạy ba ông hiệp chung nhau, ấy là thượng phẩm hộ pháp thường sanh. Cả ba thường dạy việc tiếp điện phò cơ để các đấng giáo truyền hầu diệu đường khai nền đại đạo hữu duyên thai cho rạng ngời.
thêm ân truyền, đắc pháp lệnh diệu quyền, lòng tu phiên hoạt bận trần gian, hầu cứu giác nguyên nhân ấy pháp lệnh nhiệm màu, độ trần gian lành chốn mê tầng, lần qua bến giác thủ chân linh trên đường giải thoát, lại thêm hiền linh phát nhiệm phát chỗ dùng lao gọi tâm linh khơi trượt quần thanh ân cao thâm sông dài bể rộng lòng ái mộ ngập tràn. Cùng nhau kết giải tâm đồng, sâu đậm nét yêu thương, nương bóng đài cao ân nặng nghĩa dài, mối tình thâm chẳng hề tình chứng minh mạnh tâm hằng của môn sinh.